Sau nghi thức tuyên thệ, tân chủ tịch nước cũng đã có bài phát biểu nhậm chức. Đây là vinh dự lớn lao và cũng là trách nhiệm nặng nề đối với tôi, tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Trong giờ phút đặc biệt quan trọng này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người. Đồng chí Võ Văn Thưởng nói và cho biết, đồng chí mãi mãi ghi ơn những hy sinh, công lao to lớn của các vị lãnh đạo tiền bối, thế hệ cán bộ đảng viên, chiến sĩ và người Việt Nam yêu nước, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, càng tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín quốc tế của đất nước, đồng chí càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngày 2 tháng 3, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ cháy vào rạng sáng nay ở cơ sở chuyên tái chế mỡ bò làm thức ăn gia súc và công ty liền kề cơ sở ở đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Cụ thể, sau khi nhận tin về vụ cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ của đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an quận Gò Vấp, đội chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ khu vực 3 có mặt phối hợp cùng đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an quận 12 đến hiện trường dập lửa. Đến 3 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy. Vụ cháy không có thương vong về người, nhưng nhiều tài sản ở cơ sở tái chế mỡ bò và công ty liền kề bị thiêu rụi. Thiếu thuốc, nhiều máy móc thiết bị y tế phải trùm mền vì không có vật tư để vận hành, sửa chữa, thay thế là thực trạng tồn tại ở nhiều bệnh viện và cơ sở y tế trên cả nước thời gian qua. Lý giải tình trạng bệnh nhân mỏi mòn chờ hóa trị, xạ trị, bác sĩ Nguyễn Văn Đô, trưởng khoa xạ trị Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh viện có 4 máy xạ trị gia tốc hiện đại nhưng chỉ có 2 máy đang hoạt động. Số máy còn lại đã đóng băng gần 1 năm qua. Trung bình mỗi ngày bệnh viện có gần 400 bệnh nhân ung thư cần xạ trị, nhưng với trang thiết bị hiện tại khiến bệnh viện không thể đáp ứng nhu cầu thực tế. Mặc dù hệ thống gia tốc xạ trị, xạ phẫu đa năng lượng từng là niềm tự hào của Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện 2 trên 4 máy dừng hoạt động từ quý 2 năm 2022 vì đã hết thời gian bảo hành, đang chờ mua gói bảo trì nhưng vướng các vấn đề đấu thầu. Nếu xạ trị không đúng kế hoạch điều trị, việc kiểm soát bệnh chắc chắn sẽ không tốt, bác sĩ Nguyễn Văn Đô cho biết. Ghi nhận tại Bệnh viện Việt Đức thành phố Hà Nội trong ngày đầu tiên của tháng 3 cho thấy, lượng bệnh nhân tới khám vẫn rất đông. Tại khu vực như xét nghiệm, chiếu chụp X quang, siêu âm, cho tới trưa vẫn còn hàng trăm người chờ đợi để được thực hiện các chẩn đoán lâm sàng. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện phải gồng gánh nhiều vấn đề vì một số hóa chất phục vụ xét nghiệm cấp cứu đã sắp hết. Nếu tiếp tục duy trì các quy định hiện hành, trong thời gian tới, khoảng 2-3 tháng, tình trạng thiếu trang thiết bị tại các cơ sở y tế sẽ xảy ra. Lúc đó các cơ sở y tế sẽ không đảm bảo được công tác khám chữa bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông tin. Trước những khó khăn trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã cùng với các bộ, ngành chức năng khẩn trương họp bàn để có các giải pháp tháo gỡ. Ngày 2 tháng 3, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ, điều tra nhóm đối tượng chém trọng thương 3 kiểm lâm của Vườn Quốc gia Cát Tiên. Những kiểm lâm bị chém gồm ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó trưởng trạm kiểm lâm cơ động, ông Triều Văn Hai, kiểm lâm viên trạm kiểm lâm cơ động và ông Lương Văn Bào, kiểm lâm viên trạm kiểm lâm núi Tượng, cùng thuộc hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên. Khoảng 2 giờ sáng, tổ tuần tra phát hiện một nhóm 7 người có hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện kiểm lâm, nhóm này dùng dao, gậy gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả gây thương tích cho lực lượng tuần tra để tẩu thoát. Ông Tuấn bị chém trúng gò má phải, ông Hai bị chém trúng vùng tai và đầu, còn ông Bảo bị chém vào bàn tay phải, hông phải. Đến sáng ngày 2 tháng 3, Công an huyện Tân Phú đã bắt được 3 đối tượng là Trần Văn Tuấn,
Đinh Văn Hùng và Trương Văn Danh cùng tăng vật là một con lợn rừng, một con nai, 7 con treo, một con chuồn hương đã chết, một khẩu súng tự chế, 2 con dao, 2 bình xịt hơi cay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 3 này, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại có nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5 độ C. Đáng chú ý, ngay trong tháng 3, nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam Bộ và cục bộ, ở khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi phía Tây, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An từ khoảng nửa cuối tháng 3 năm 2023. Như vậy, năm nay, nắng nóng sẽ đến khá sớm so với mọi năm, bởi hiện mới là tháng 2 âm lịch. Thông thường, tháng 3 âm lịch vẫn còn là mùa xuân ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Nhiều nhà khoa học và chuyên gia khí tượng cũng vừa cảnh báo, mùa hè năm nay sẽ có nắng nóng hơn các năm gần đây. Nguy cơ thiếu vật liệu xây dựng thông thường đang đe dọa tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án cao tốc Bắc Nam và các dự án xây dựng đường cao tốc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, tổng nhu cầu vật liệu của 10 dự án thành phần dự án cao tốc Bắc Nam đoạn từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa là khoảng 17,1 triệu mét khối đá, 8,95 triệu mét khối cát, 45,3 triệu mét khối đất đắp. Còn tại hai dự án thành phần đoạn từ thành phố Cần Thơ đến Cà Mau, nhu cầu vật liệu cần khoảng 1,37 triệu mét khối đá, 1,7 triệu mét khối đất đắp, 18,5 triệu mét khối cát nền. Để đáp ứng tiến độ hoàn thành vào năm 2025, toàn bộ nhu cầu này phải giải quyết trong vòng 1,5 năm, tính từ đầu năm 2023, nhưng đang rất nan giải. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh theo tính toán sơ bộ cần hơn 14,8 triệu mét khối vật liệu, trong đó 50% nhu cầu vật liệu dự kiến lấy tại các tỉnh Đồng Tháp và An Giang. Tuy nhiên, các địa phương này cũng đang phải ưu tiên phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Mặc dù chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế đặc thù, các bộ ngành địa phương liên quan cũng tích cực tháo gỡ khó khăn. Nhưng theo phản ánh từ các nhà thầu, nhiều dự án vẫn đang phải nằm chờ vật liệu. Đơn cử tại dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc Nam, ông Hồ Minh Hoàng, chủ tịch tập đoàn Đèo Cả, đại diện nhà thầu chính cho biết lo ngại lớn nhất là thiếu vật liệu. Nhà thầu đã khảo sát các mỏ ở địa phương nhưng trữ lượng không đủ, các mỏ mới chưa được tỉnh phê duyệt quy hoạch để nhà thầu làm thủ tục khai thác, trong khi một số chủ mỏ tư nhân găm hàng hoặc chào giá rất cao, đặc biệt là cát đắp và cát xây dựng, gây khó khăn cho các nhà thầu. Ngày 1 tháng 3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tính đến ngày 1 tháng 3, cả nước có 281 trung tâm đăng kiểm với 489 dây chuyền kiểm định, trong đó có 59 trung tâm tạm dừng hoạt động, 51 đơn vị bị dừng do phục vụ điều tra và 8 đơn vị dừng do không đủ điều kiện hoạt động. Tại thành phố Hồ Chí Minh có 9 trung tâm đăng kiểm với 17 dây chuyền kiểm định, trong khi đó ở Hà Nội có 18 trên 31 đơn vị đăng kiểm với 34 dây chuyền kiểm định bị tạm dừng hoạt động, khiến tình trạng ùn tắc đăng kiểm tái diễn đến nay đang ngày một nghiêm trọng hơn. Dự báo tình trạng ùn tắc đăng kiểm sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian tới, đặc biệt vào tháng 4, khi theo chu kỳ kiểm định, đây là tháng có số phương tiện đến hạn đăng kiểm rất đông.